Ê Công Nguyên. Sao? Trên mạng á, tôi thấy là đang có phong trào gì mà nhặt rác á, hưởng ứng phong trào mà vệ sinh môi trường á. Thì bay nhặt rác đó hả? Mình biết mà, sao? Tôi thấy đây nhiều rác nè, hay là tụi mình thi nhặt rác đi. Ai mà nhặt được nhiều hơn á thì sẽ được một cây kem. Chơi không? Được kem hả? Ừ. Để mình suy nghĩ coi. Nhặt rác được kem. Ừ. Bây giờ hai thằng sẽ có hai cái bao. Và ai nhặt nhiều hơn thì sẽ được. Thì phải có trong một khoảng thời gian thôi chứ, giống như trong 15 phút nha. 15 phút đi. Trong 15 phút nha. Ừ. Xem ai nhặt được nhiều hơn thì người đó thắng nha. Ừ. Ok. Ok. Yeah. Rồi, ở đây có hai cái bao này. Ở sau này đây có hai cái bao này. Thế tờ lấy cái này nha. Lấy cái này nha. Bây giờ chia ra nha. Ừ. Tờ khu vực bên này. Ok. Cậu khu vực bên này. Ừ. Cậu không được sang khu vực mình bên mình nhá. Được rồi, thôi 15, cậu cứ 15 phút sau mình sẽ tập trung ở đây. Ok chưa? Ok. Ok, bye bye. Bye bye cậu nha. Mình phải giành chiến thắng mới được. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Mình sẽ không thể cho thằng Xuân Hào nó thắng mình được. Cái này cái gì vậy ta? Wow, một bao lon luôn. Wow, một bao nhôm nhựa luôn. Xạo quá. Thằng Hào như này thì làm sao mà thắng mình được. Wow. Mình phải nhanh thôi, thằng Công Nguyên nó thắng mới được. Wow, một cái một quả đẹp tuyệt. Cái gì đấy ta? Yeah, một cái camera. Không biết còn xài được không nhỉ? Cái kệ cứ đem về đi. Đảo quá. Ô, có cái dù luôn đấy. Xài được không biết. Ô, còn xài được. Ôi nhưng mà hình như bị gãy cái thanh mới rồi. Gãy mất một xong rồi. Ok, tí đi nắng cũng được. Thôi, để tạm đây. Cái này to quá. Wow, một cái dây sạc điện thoại iPhone 5, không biết còn xài được không nhỉ? Chắc là được. Bỏ vô đi. Wow, cái mũ bảo hiểm. Mũ bảo hiểm dơ này không biết được không ta? Ok, cứ lấy luôn đi. Càng nhiều càng tốt. Không biết giờ Xuân Hào nó như nào nhỉ? Nó nhặt được chừng nào rồi ta? 10 phút rồi. Khát nước quá. Mà giờ đang thi với thằng Công Nguyên mà giờ nước đâu ra? Ô, có chai nước. Không biết uống được ta? Nước này chắc lâu rồi. Chắc cũng được. Ủa cái gì ta?
Ủa cái sắt hả? Công Nguyên ơi. Ơi cái gì thế? Lấy cái sắt này. Cái sắt hả? Đâu? Ở đây có cái sắt này. Lấy nhanh lên. Có tiền luôn. Đâu? Cái gì đâu? Cái gì? Nè, tớ lượm được cái sắt này. Wow, cái sắt mini. Ừ, cái sắt mini. Cậu nhặt đâu ra đây? Đâu kia kìa, gần cái chỗ mộ á. Mà nè, cái gì mà lòi ra như tiền vậy? Ờ, như tiền cái sao ấy. Wow. Đúng rồi đi. Để mình coi. Cất đi. Wow. Có vẻ là nhiều đó. Ừ, nặng luôn nè. Ừ. Ủa, nhiều chưa? Trời ơi, nhiều ghê. Cất nha. Hay là mình thử mở ra ta. Ừ. Mà nó không có pin. Ờ, cái này không có pin. Cất đi. Giấu đi. Cái này mình mang về nhà rồi mình mở đi. Mình thả nhá. Cái này chắc nhiều tiền lắm á. Cậu lượm được nhiều chưa? Đó, đã nhặt được nhiều rồi nè. Sợ quá trời luôn. Nhưng mà còn cuộc thi của chúng mình thì sao? Thôi hay là mình đi về khui cái này ra trước đi. Nếu mà có tiền cậu chia cho mình một nửa nhá. Ừ. Mình mua cà rem ăn. Ừ. Chứ mình đã khát nước quá. Ok. Đi. Về đi nhá. Đi qua đây này Xu Hào. Dạ. Cậu bị sao vậy? Tự nhiên đau bụng quá. Bị sao mà đau bụng? Hồi nãy cậu bình thường mà. Ừ. Hay là lúc nãy tao uống cái chai nước đầu kia ta. Chai nước nào? Thấy cái chai nước lọc đầu kia mà không có mùi. Tao uống thử. Nãy khát nước quá. Sao cậu bậy vậy? Ui, dạ. Đi về. Đi nhanh. Bắt. Trước khi tụi mình khám phá những món đồ mà tụi mình nhặt được ở bãi rác, thì tụi mình có thử thách 5 giây nha các bạn nha. Trong vòng 5 giây thì các bạn hãy kéo xuống và bấm nút like khi nhớ cho video này nha. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ! Yeah. Ờ, tôi quên rồi. Ừ, nãy cậu nhặt được cái gì? Tôi nhặt được nhiều thứ đó. Ừ, mà có cái gì sử dụng lại được không? Có. Ừ, cậu cho tôi xem nè. Hồi nãy tớ nhặt được một đống lon luôn, nhưng mà lon này tớ đem tờ bản rồi. Ừ. Được một ít tiền. Này, tớ nhặt được cái cục sạc iPhone. Wow. Mà không biết nó còn dùng được không? Ừ, cái này nhìn cũ kỹ quá. Mấy cái kia thì tớ đem bán hết rồi, còn những cái này thì tớ thấy thú vị á. Ừ. Nên tớ giữ lại này, đem về xem có dùng được hay không. Ừ, cái này hay này, camera này. Đây cái ổ khóa này. Ừ. Đây là một cái búa. Đó. Đây là những cái vật dụng mà mình đã nhặt được ở bãi rác đó. Ừ. Bây giờ mình thử cái cục sạc này xem còn sử dụng được không nha. Ừ. Cậu gắn thử xem có sạc được không. Đây thì tớ găm vào ổ điện nha. Ừ. Này, đây là chiếc iPhone của tớ. Đây là cái cục sạc iPhone 5. Cái dây cậu vừa lượm được đúng không? Ờ, dây tớ nhặt được là cái dây của iPhone 5. Wow. Vẫn sử dụng được nè. Sao người ta quăng đi ta? Chắc là nhìn nó cũ kỹ quá nên người ta quăng đó. Hay là một ai đó làm rớt. Ồ, cũng có thể vậy không nên. Ừ. Cái này mình có thể tận dụng được này Xu Hào. Ừ, hay là cậu lấy dùng đi. Ờ, cái này mình cất nha, mình cất sử dụng nha. Hơi bẩn xíu nha. Ừ, cái này mình sẽ làm sạch lại rồi mình sử dụng. Okay. Nó đang còn rất là ngon luôn. Ừ, hay quá ha. Rồi, mình để đây. Còn cái tiếp theo này là cái ổ khóa. Ồ, cái ổ khóa. Ổ khóa này to ha, nhưng mà nhìn nó bị rỉ hết rồi nè. Cái này bị hư rồi, cái này bị cưa rồi nè. Ờ, bị cưa rồi. Ờ, cái này bị cưa rồi nên chắc cũng để bạn với ve chai thôi Xu Hào ạ. Đó. Cái này không sử dụng được đâu. Cái với lại cậu không có chìa khóa mà dùng. Ừ, đúng rồi, cái này chắc mình bỏ thôi. Tiếp theo đó là cái camera. Đó, cái này mình thích nhất luôn. Ừ. Nhưng mà mình không biết cách sử dụng. Cái này phải có đầu thu nữa cơ. Có đầu thu hả? Ừ. Còn hai cái dây này là dây gì đó? Dây này là dây nối vào máy đó. Kết nối vào để ghi hình nè. Không biết có dùng được không ta? Biết nữa, đây còn những cái mắt nè. Ừ. Cái này chắc người ta dục chắc cũng hư rồi. Ừ. Thôi hôm nào mình rảnh mình phá ra xem bên trong có gì đi. Ừ. Mình khám phá bên trong có gì nhá. Đợt trước mình cũng nghĩ vậy nên mình đem về này. Ừ. Nhìn lạ ha. Ừ. Thôi để đây đi. Ừ. Đó. Đây của cậu đây. Cái này là cái búa đó. Ừ, ngon chưa? Cái này vẫn đang còn ngon. Cái này còn dùng được nè. Ờ. Ừ, chắc chắn, nhìn chắc chắn quá đi. Tuy nó cũ nhưng mà vẫn đang còn sử dụng được. Ừ. Đấy. Đây là tất cả những cái thứ mà tự nhặt được. Còn của cậu thì sao? Cái chắc đâu rồi? Đây. Tớ chỉ lượm được mỗi cái kết sắt này thôi. Đó, cái kết sắt này hồi nãy tớ thấy tiền đó, tiền quá trời đó. Tiền quá trời luôn. Bây giờ làm sao để khám phá ra nha. Ừ. Mà không biết nó hư hay sao mà. Nè, giờ phía sau này nó bị bung hết cái này rồi nè. Không biết có mở được nữa không.
bây giờ mình tìm cách để mở này ra đi. Thử khều cái này, hình như tôi thấy có cái gì trắng trắng trong này nữa này. Ngoài tiền ra thì còn cái gì mà trắng trắng giống như tờ giấy gì á. Thôi mình coi. Wow, trong này còn nhiều thứ lắm cậu ơi. Ừ, còn nhiều thứ, ngoài tiền ra còn giấy thì còn những cái gì nữa. Hay là mình khều ra thử, có cái nhíp gì không nhỉ? Để mình thử dùng cái búa mới đọc nha. Thôi. Hả? Cậu, mình nhíp ra đi, mình xem có cái gì không. Mình nghĩ là cái búa đọc cho nó nhanh đi. Nhưng mà cái này còn đẹp mà, cái hộp này còn đẹp, mình muốn để giữ lại. Cậu muốn giữ lại hả? Ừ. Đập ra thì phí lắm. Vậy thôi bây giờ mình lấy cái gì mình gắp ra đi. Mình thử gắp ra đi nha. Xem thử bên trong có gì. Để dốc xem. Lòi giấy ra này cậu nè. Đúng rồi. Để khêu ra nha. Ok mày ra đi. Có tờ giấy. Wow, có tờ giấy. Như là giống thư hay sao á. Để tớ xem trong này có gì nè. Đúng là thư rồi. Xin chào. Khi tôi còn sống. Là sao ta? Là sao? Hôm nay cũng mới chết à? Hay là ông chết rồi ông để lại đó. Hay gì mình thấy để ngay cái chỗ miếu đó. Ghê vậy? Hay là mình không mở ra ta? Để đọc hết xem nào. Ở nơi này. Trời ơi. Ông ghi là khi tôi còn sống .. ở nơi này. Chứ không phải là ông chết. Ơi là mình hiểu lầm không à? Mà tiếp. Tôi đã kiếm được một số tiền lớn, từ việc thu nhặt rác. Ông này đi lượm ve chai. Ông này đi nhặt rác. Rồi cái gì đây? Cái gì mà xóa gì đây? Xuống dòng. Nói đây có rất nhiều. Nơi đây có rất nhiều mảnh đời bất hạnh. Chính vì vậy tôi đã để lại toàn bộ tài sản bên trong chiếc cái sắt này. Wow. Toàn bộ tài sản của ông luôn. Để dành tặng cho ai may mắn tìm ra chiếc cái sắt. Wow, vậy là phần thưởng quà tặng của ông ấy cho ai nhặt được. Ừ, hay quá. BS mật khẩu 0000. Rồi, bây giờ mật khẩu là 0000 đó bà cậu. Bây giờ mình thử bấm mật khẩu 0000 đi. 0000. Đây đúng không? 1, 2, 3, 4. Sao không được? Sao không được ta? Hay là ông này ông lừa mình nhỉ? Ừ, hay ông lừa ta. Để đọc hết coi nào. Nhớ lắp pin. Trời ơi. Đúng rồi, đã có pin đâu mà bấm. Cái này chưa có pin nên là chúng ta phải cần lắp pin vào đây. Mà cậu có pin không nhỉ? Có, đây, tớ mang theo pin này, tụi này. Có. Đây. Ồ, hay thế, đâu ra mà pin sẵn đấy. Pin này hồi nãy tớ mang định đi chơi cái chiếc xe điều khiển từ xa đó. Nhưng mà tớ đi chơi. Lắp vào đi. Rồi mình lắp vào tự đi, mình mở ra tự đi. Mà cậu là bụng số 0 nha cậu. Cái gì đấy? Ông này ông nói bên trong tài sản là toàn bộ bên trong cái sắt là toàn bộ tài sản của ông này. Tò mò quá, mở đi. Wow. Nhiều tiền quá. Để tớ lấy ra nhá. Còn để ra coi nào. Tiền nè. Trời ơi, tiền quá trời tiền luôn nè. Mà sao toàn tiền lẻ vậy Xuân Hào? Chắc ông nhặt ve chai nên tiền lẻ. Trời ơi. Wow. Ông có cả vàng nữa, vàng miếng luôn. Trời ơi. Ông sai tiền lẻ mà ông mua vàng miếng không cất nè. Tại chắc vì hộp này nhỏ quá nên ông mua vàng ông để á. Hay sao á? Đúng rồi, chứ ông bỏ tiền là không có đủ. Cái gì đây? Đây, con rồi nè. Trời ơi, quá trời vàng luôn, trời ơi. Rồi, cái này cái gì đây? Cái này cái gì nha? Sao lạ quá vậy? Sao nhìn giống con dấu nha? À đúng rồi, con dấu rồi. Con dấu không? Con dấu nè. Xưởng may Việt làm đồng phục, áo lớp, uy tín, chất lượng. Hay là ông từ xưa ông làm giám đốc công ty may ra. Ừ. Xưởng may Việt. Đúng rồi. Ông chuyên làm áo lớp hay sao á? Con dấu này. Ừ. Đúng rồi, con này con dấu. Con dấu. Mày cứ để đây, thả lại đi. Cái gì đây? Ông này còn thích ăn kẹo búp bà rôn, hú ba hú ba. Trời ơi. Ông đi nhặt mấy chai mà ông thích ăn hú ba hú ba. Nè các bạn ơi. Còn nữa cậu ơi. Còn gì á? Còn một sợi dây chuyền vàng nè. Wow, đẹp quá, cho tớ đi. Cái này chắc đắt tiền lắm á. Wow, cái này nặng lắm nè. Ừ. Wow, nặng lắm nè. Ừ. Hay là mình cho Linh Nhi đi. Cái này tặng Linh Nhi đi. Cái này phù hợp với Linh Nhi á. Mình đeo đẹp lắm. Dây con gái á. Hay là cái này ông mua ông tặng vợ ông ta mà ông không tặng để lại cho tụi mình á. Hết rồi. Còn gì nữa không? Hết rồi. Ê, số nào? Hả?
hồi nãy nhặt được cái sắt á, tớ kêu là cậu chia cho tớ một nửa. Ừ. Bây giờ mình chia đi, hồi nãy mình chia đi. Ừ. Được không? Được. Thôi, để tớ chia cho cậu nhé. Trong này ăn còn tiền này, lấy ra cho hết đi. Ừ. Cậu định ăn gian hả đúng không? Cậu định bỏ đây làm quỷ riêng đúng không? Đây, để em mời cho. Đó, tôi để chia cho wow. mình đi. Đó. Này, của cậu nè. À, 500 của tớ. Một tài vàng. Một tài vàng. Một tài vàng. Một tài vàng. Đấy, từ nè. 10.000 của cậu. Nè, 10.000 của cậu. Ừ. 20 của tớ. À, sao lại như vậy? Vậy 50 của tớ, 10.000 của cậu. Hợp lý nhá. Cậu chơi xấu quá. Đây. 5.000. À, 5.000 của tớ. À, 5.000 của tớ. 5.000 của tớ. 200 của cậu. Rồi. Của bạn của tớ. Đây, của cậu đây. 3 của tớ. Rồi. À, cho cậu ghi con dấu. Rồi, tớ lấy vé số và cái này. Rồi. Thôi tớ đi về đây nhá. Ừ, bye bye cậu nha. Muộn rồi tớ đi về đây không mẹ ừ. la. Ừ, bye bye. Ngày mai có đi nhặt rác nữa không? Đi. Nhưng mặt thường thật ta thích thích. Ngày mai mình nhặt bài đó được không? Hay là nhặt bài khác? Không, ngày mai đi ra bài khác nhặt chứ. Nhiều rác hơn rồi. Ừ, nhiều rác hơn. Ừ, ok. Nhớ đi nhá, nhớ được. Thôi tớ đi về nha, bye bye. Ừ, bye bye cậu nha.